Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng mắt kính Tài Quan. Thì hôm nay bên Diêm có dịp làm cái chồng Rizzo Sapphire ha, chống chói 360 độ cho khách hàng đây ở bên Đà Lạt đây. Đây là cái bao chồng ha của hãng Essilor Pháp. Thì anh sẽ gửi cái gọng từ Đà Lạt về á, thì Liêm sẽ ráp cái cọc chồng này về cho ảnh. Đó, đây là một trong những cái mẫu chồng mới của cái Essilor ha. Thì nên Liêm sẽ nói về cái cặp chồng này, thì Essilor lúc nào một bộ chồng lúc nào nó cũng sẽ đi kèm cái thẻ chính hãng ha của Essilor này, ở Essilor Việt Nam. Đó, đây là cái chồng được làm đánh ha ở bên nhà sản xuất là Essilor quốc tế nè, SA ha, và nhà phân phối là Essilor Việt Nam. Thì giá của cặp chồng mình có thể trải nghiệm á, vì cái giá thấp nhất á, thì mình có thể là một cặp là 998.000 một cặp ha. Đó, dùng cho 1.56 ha. Thì cái tính năng của chồng này là chống phản quang nè, 360 độ mặt trước và mặt sau luôn, hạn chế chày, hạn chế vân tay và hạn chế bám nước, hạn chế bụi, và nó có chống được tia UV tới cái chỉ số là 35, là rất là cao ha. Thì cái công ty Essilor sẽ nó rất là nhiều dòng chồng, thì có dòng chồng của Alize nè. Đó, Sapphire thì Liêm thấy là cái tính năng này cao cấp nhất nha, để chống chói toàn diện 360 độ nè, hạn chế chạy xước gấp 2 lần ha, và bảo vệ toàn diện khỏi UV nè. Đó, mọi người coi ở 3 sao đầy đủ ha, đầy đủ hơn ha. Thì cái tương lương là cái chồng này là chồng Rizzo ha. Đó, đây mọi người coi ha. Đó, thì cái giá tương lương, cái giá bán lẻ của nó là mọi người coi là nó 1.56 AS ha, để mình có thể trải nghiệm, thì là 998 ha. Đó, khi mà mình muốn những cái chồng mà có độ dày á, dù 8 độ 9 độ thì mình có thể sử dụng 1.67 nè, với giá là 3.2 triệu ha. Hoặc là muốn chống tia xanh thì mình có thể nâng cấp lên thành 3.9 triệu. Đó, đây là cái bảng giá chồng công khai của Essilor của Việt Nam ha. Ở đây là cái chồng Sapphire toàn diện 360 UV. Thì Liêm thấy là cái dòng chồng này cũng rất là ok ha. Để cho mọi người có thể trải nghiệm được một cái chồng của Pháp nó như thế nào, thì mọi người có thể sử dụng cái chồng chống chói UV này. Nếu mà mình không cần thiết quá chống tia xanh rất là nhiều ha, thì mình có thể sử dụng cái chồng chống chói. Đây là một trong những cái chồng rất là tốt nha, rất là cứng cáp, mọi thứ đầy đủ ha. Cái dòng chồng này thì mỗi cặp chồng thì nó sẽ bao gồm cái thẻ ha, Rizzo Sapphire UV để 360 độ, và cái khăn chính hãng của Rizzo nha. Coi cái khăn chính hãng ha, khăn chính hãng của Essilor nè. Đây, đây một bộ kit nè. Mỗi lần mà Liêm làm chồng cho khách hàng là Liêm sẽ giao đầy đủ ha, bao chồng và một bộ kit chồng, để cho mọi người biết đây là một cặp chồng chính hãng của cái chồng Essilor đây ha. Liêm chuẩn bị ráp xong, nhưng mà Liêm hôm nay Liêm chỉ giới thiệu về cái dòng chồng này thôi, bên Liêm làm. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.